Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài ra tarot và oracle nhằm hướng các bạn đến những suy nghĩ tích cực và có niềm tin lạc quan vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Thì hôm nay nhân ngày đầu của năm mới, mình xin chúc các bạn có một năm dồi dào sức khỏe, thăng tiến trong sự nghiệp và trở thành một phiên bản tốt nhất của mình trong tương lai nha. Và hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này, mối quan hệ tình cảm này. Thì hôm nay mình có ba đồ vật tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là ba cái móc áo bằng ngọc trai và đây là tụ một nha. Tụ một, tụ hai, tụ ba. Rồi xin mời các bạn chọn tụ. Và đây là những trải bài chung mang năng lượng chung, nên mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ một nha. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái cài áo bằng ngọc trai này nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem diễn biến trong mối quan hệ tình cảm này sẽ như thế nào ở tụ 1 nha. Mình xin kết nối năng lượng với các bạn tụ 1. Diễn biến của mối quan hệ này. Mình thấy thì cái người mang năng lượng nam trong mối quan hệ này là một người đam mê kiếm tiền. Họ rất giỏi trong các lĩnh vực về tài chính, kiên trì, họ bền bỉ và họ rất là thực tế, ổn định và vững vàng. Đây là một con người có tiền, có địa vị và luôn muốn chia sẻ giúp đỡ cho những người khác. Họ muốn giúp cho những người khác có được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm để giúp họ phát triển trên con đường sự nghiệp của họ. Đây là một người cũng khá là cứng nhắc nha, làm việc nguyên tắc và không thích sự thay đổi, một người khá là gia trưởng. Tuy nhiên trong tình cảm này thì mình thấy là lúc đầu của hai người yêu nhau, mình thấy có tình yêu sét đánh ở đây. Có thể người này yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình thấy họ có thể là có chức vụ trong cái công việc của họ. Họ có thể là một lãnh đạo, một người chăn dắt dẫn dắt và một người có khả năng đầu tư về tài chính rất là giỏi. Họ biết cách làm ra tiền và họ như một vị vua, đụng tới đâu là vàng, ở đó biến thành vàng vậy đó. Tuy nhiên người này nghiện công việc. Đam mê của họ là kiếm tiền cho nên họ sẽ không thể nào dành nhiều thời gian cho bạn được. Và người này nói chuyện rất là chắc chắn nha. Thí dụ như là họ không có ba hoa, không có hứa hẹn nhiều. Nhưng mà khi họ đã hứa với bạn điều gì đó thì họ chắc chắn sẽ làm được. Và đây là mẫu người ít nói nhưng mà làm nhiều. Còn bạn, mình thấy bạn là một người cũng có một cái năng lượng. Xem họ, hai bạn cũng khá là xứng đôi dừa lúa. Một người là Queen,
một người là Win, rất là hợp với nhau. Bạn là một người cực kỳ thu hút luôn ha. Nhiều người có thể rất là thích bạn, và bạn là một người luôn tỏ ra cái năng lượng tích cực, luôn thu hút những người khác và luôn truyền cảm hứng, truyền động lực cho những người khác. Có thể nhiều người sẽ lấy bạn làm hình mẫu cho cái như là bạn là tấm gương sáng để họ noi theo phát triển, để được sự thành công giống như bạn vậy đó. Và mình thấy bạn thì nhiệt tình, bạn rất là sáng tạo, rất giỏi trong công việc, cực kỳ tự tin và can đảm. Bạn luôn nhiệt huyết, biết yêu thương bản thân. Tuy nhiên bạn cũng có cái thói quen là tiêu xài vung tay hơi quá tráng nha. Cần nên tiết kiệm, nên tiết chế cái thói quen này ha. Còn người này thì rất là tiết kiệm nha. Họ rất quý trọng tiền bạc vì đó là những công sức mà họ làm ra. Thì mình thấy là trong cái mối quan hệ này, hai bạn có thể là đang chiến tranh lạnh với nhau, đang giữ khoảng cách với nhau, và hai người chưa có muốn thổ lộ nhiều với nhau, và đang có trong cái quá trình đang bị mất phương hướng, bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ này. Và chưa tìm được cái hướng đi cho cái cuộc tình này. Và hai người đang trong cái quá trình nghỉ ngơi, suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái hành trình tiếp theo, cái bước tiếp theo. Hai người đang tập trung nghỉ ngơi và suy nghĩ, có thể là đang ngắt kết nối. Và một trong hai người đang có sự do dự không biết là nên đi hay tiếp tục hay dừng lại trong cái chuyện tình cảm này. Tuy nhiên mình thấy hai bạn vẫn còn dành cho nhau rất là nhiều tình cảm đậm sâu luôn nè. Hai bạn đã từng có khoảnh khắc rất là hạnh phúc với nhau và cũng có ý định là muốn về chung một nhà luôn á. Tuy nhiên có một cái sự mâu thuẫn nào đó xảy ra nên hai bạn có một sự ngắt kết nối, chiến tranh lạnh, và chưa có đưa ra được cái quyết định cho cái cuộc tình này nên tiếp tục hay dừng lại. Và hai người đang tạm ngừng nghỉ. Rồi. Thấy không? Cả hai đang trong cái quá trình gọi là buông bỏ, không kiểm soát nữa mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, và đang đang gọi là giống như là dậm chân tại chỗ đó, đang suy nghĩ. Mà mình thấy là cái người này thì họ đang suy nghĩ đó, nhưng mà mình thấy là họ đang suy nghĩ theo một cách góc cái góc nhìn khác. Có thể là họ đang có cái có sự thấu suốt gì rồi nè. Mình thấy cái đầu của họ tỏa sáng không? Có ánh hào quang, có thể là họ đã thông suốt điều gì đó rồi. Wow, bạn thấy không? Người này dành cho bạn rất là nhiều tình cảm luôn đó. Đối với họ, bạn như là một cái người vợ, một người luôn ở bên cạnh đồng hành, cùng họ chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Và họ luôn muốn dành cho bạn một cái gia đình ấm yên và hạnh phúc, một gia đình đầy đủ sung túc. Có ông, có bà, có con, và có vợ chồng hạnh phúc với nhau, và có những thú vui, có những cái thú con... cái gì thú cưng. Thú cưng nha, mới nói tới thú cưng này, mà nghe tiếng chó sủa không nè, hai con thú cưng mình chó nè, thấy không? Bởi vậy họ luôn dốc sức kiếm tiền ha, họ luôn muốn cuộc sống phải ổn định sung túc, muốn trao cho cái người bạn đời của họ luôn sống trong hạnh phúc vui vẻ và không phải lo về vấn đề tài chính, cho nên họ rất là cực lực làm việc. Và mình thấy là họ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Và họ đang có một cái dự định là họ sẽ
họ sẽ nói lại tình cảm với bạn và sẽ offer cho bạn một cái ly tình cảm đong đầy cảm xúc nè. Tuy nhiên họ cũng chưa chưa cũng còn đang cầm cái ly, cũng còn đang suy nghĩ, nhưng mà họ đã ý họ đã muốn rồi đó. Như là người này cũng muốn tiến tới đến hôn kết hôn với bạn nữa đó, muốn là gọi là gì, cầu hôn bạn. Còn bạn thì bạn rất là yêu thương họ, bạn dành cho họ trọn vẹn cái tình cảm mà bạn có luôn, luôn đong đầy, mật thiết với nhau, say đắm luôn, luôn say đắm khi ở bên họ ha. Và bạn nhận thấy cái chuyện tình cảm với họ thì thực tế không có mơ mộng, vững bền và đáng tin cậy. Đây là một người, con người đáng tin cậy. Và họ có thể cho bạn một cái cuộc sống vật chất đầy đủ. Họ giúp cho bạn thực tế hơn và giúp cho bạn cái phát triển cái khả năng cái phát triển bản thân bạn hơn. Khi mà bạn quen họ, bạn cũng có thể học hỏi được từ họ rất là nhiều. Từ đó bạn phát triển cái cơ hội nghề nghiệp, bạn thích kiếm tiền hơn. Chắc bệnh lây lây kiếm tiền, cái người này giỏi kiếm tiền quá là họ truyền động lực cho bạn rồi bạn cũng bắt chước họ luôn. Nhiều khi họ bận bạn thì bạn thấy vậy thôi, mình cũng dốc sức mình kiếm tiền để sau này hai người đều cũng có một cái gia đình hạnh phúc 10 ly mà lại có một sự sung túc đầy đủ. Và cái chuyện tình cảm này thì phải có một cái ý chí mạnh mẽ nha. Bạn cũng khá là chủ động trong chuyện tình cảm này, bạn cũng rất là muốn cái tình cảm này đi lên một bước có sự thăng tiến trong cái chuyện tình yêu này. Và bạn đối với bạn thì cái người này như là một magician, một nhà ảo thuật gia. Họ có những cái kỹ năng, một cái có cái rất là giỏi và họ luôn có những cái tiềm năng. Đối với bạn thì họ là số 1 trong lòng bạn và bạn chỉ có người này mà thôi. Và họ cũng rất là chủ động với bạn nữa. Tình cảm dạt dào luôn, thấy hai bạn này yêu nhau thắm thiết luôn á. Và hai bạn có khả năng có thể biến ước mơ thành sự thật nha. Với điều kiện là hai bạn phải tập trung và có một cái sức mạnh ý chí ở đây. Phải làm chủ cái suy nghĩ của bản thân và đừng có suy nghĩ tiêu cực ha. Thì mình thấy là cơ hội là cái chuyện tình này sẽ có kết quả tốt. Thì mình thấy là đang hai bạn chuyện tình của hai bạn thì đang trong cái giai đoạn gọi là khó khăn, cần có cái sự kiên trì bền bỉ ha, để giữ cho cái chuyện tình này nó không bị rạn nứt, không bị ảnh hưởng, không cho nên tương lai thì mình thấy là cái ngày người nữ sẽ mở rộng lòng hơn, sẽ thấu hiểu hơn cho người nam và người nam sẽ chủ động hơn. Tại vì người nữ là một người dạt dào cảm xúc, là người nữ sẽ trở nên thấu hiểu, dạt dào cảm xúc và họ sẽ có thể là sẽ có một người phụ nữ lớn tuổi giúp cho hai bạn nói lại tình xưa, hoặc là đây cũng chính là bạn bạn trở nên gọi là
trực giác hơn, bạn nghe tiếng bạn làm theo con tim của mình chứ không theo ý chí nữa. Bạn theo cái con tim, theo sự mách bảo từ con tim và bạn quyết định là sẽ cho họ một cơ hội hay vì bạn tràn đầy cảm xúc yêu thương với người này, bạn rất là yêu người này. Và tương lai là sẽ có sự hợp mặt giữa hai bạn nha, sự có sự nối kết gắn kết lại hai người sẽ có thể là đi đâu đó ăn uống nè. Còn họ có thể mời bạn ra ngoài ăn uống cùng họ nè, hoặc là một cái sự khởi đầu mới trong cái tình yêu này đầy sự vui vẻ và phấn khích luôn. Đồng thời họ sẽ tiến tới với bạn một cách đầy phấn chấn và tự tin, và họ sẽ tiến rất là nhanh. Lần này họ sẽ làm chủ kiểm cái cảm xúc của họ và họ muốn trao cho bạn một cái sự yêu thương, một cái tình yêu thương lãng mạn. Bạn thấy bông hoa, có thể là họ sẽ mua hoa tặng bạn nữa đó. Và khi mà họ hoàn thành công việc rồi thì bây giờ mình thấy là người này đã có sự cân bằng trong cuộc sống lẫn tình yêu rồi, họ đã suy nghĩ tích cực hơn rồi và ánh sáng đã dọi chiếu khắp cái chuyện tình yêu này. Họ đã quyết định rồi, họ sẽ tiến đến bên bạn và muốn cam kết với bạn, sẽ dành cho bạn một sự cam kết lên một cái level mới về tình yêu, có thể là đính hôn, kết hôn hoặc đính ước, vì họ rất yêu bạn rất là nhiều, họ coi bạn giống như là một người yêu định mệnh của bạn. Nếu không có bạn thì không không có một ai khác, vì mình biết rằng cái người này á, họ khô khan, họ thích kiếm tiền, tại vì cái kiếm tiền là cái đam mê của họ mà, cho nên nó có thể là họ sẽ không dành nhiều thời gian cho bạn, nhưng mà trong lòng họ thì chỉ có một mình bạn mà thôi. Và họ nghĩ ra tình yêu này là có sự kết nối, có sự ban ơn chúc phúc từ cái thiên thần và vũ trụ. Họ dành cho bạn một tình yêu vô cùng nồng nàn, thắm thiết và họ muốn cam kết với bạn, muốn có sự gắn bó chặt chẽ hơn nè. Và không muốn tách rời. Wow, tuyệt vời các bạn tụ một ơi. Mở đầu như vậy là thấy quá hạnh phúc rồi. Đó, mà thấy không, có thể là hai người đang giận nhau thì hãy cho nhau một cơ hội ghi do relationship ở trên. Hãy cho nhau một cơ hội bạn nha, vì lần này là họ sẽ quyết chí. Họ đã suy nghĩ thông suốt, họ đã sáng suốt hơn trong cái suy nghĩ của mình rồi. Các thiên thần khuyên bạn là hãy cho mối quan hệ này một cơ hội. Bởi vì hai người có sự che giấu cảm xúc với nhau, đeo mặt nạ với nhau, yêu rất nhiều nhưng là không có thể hiện nhiều. Thực sự trong lòng họ, họ thương bạn rất là nhiều luôn á, nhưng mà họ không có thể hiện, họ có sự che giấu. Bởi vậy thiên thần là cố gắng tháo cái mặt nạ của họ ra. Và bạn cũng vậy, nói chung hai người á, cần nên thổ lộ cảm xúc với nhau nhiều hơn nữa. Và lần này mình thấy là họ quay về với bạn thì họ sẽ thổ lộ cảm xúc của bạn đầy đủ nè, cho bạn một cái ly cảm xúc dâng tràn luôn. Họ yêu thương bạn nhiều hơn và họ sẽ trở nên lúc trước kia, nếu như trước kia họ khô khan thì bây giờ thì họ lãng mạn hơn rồi đó. Họ trở thành một kỵ sĩ kiếm, một người rất là nồng nàn, giàu cảm xúc, giàu lãng mạn, nhiệt tình và điềm tĩnh. Hai bạn cần phải học cách forgiving and learning, hãy tha thứ cho nhau, phải không? Toàn là sự tha thứ đó. Yêu cầu các thiên thần yêu cầu các bạn là hãy tha thứ cho nhau, forgiving và learning. Và có thể là cái chuyện mà mâu thuẫn này có thể là một cái bài học mà vũ trụ muốn giao cho hai bạn để thử thách tình yêu của hai bạn, và từ đó hai bạn sẽ học được cái bài học trong cái chuyện tình yêu này. Mỗi người sẽ trưởng thành hơn và biết tiết chế cái to của mình hơn, cái bản ngã của mình hơn, và lắng nghe cái tiếng nói của trái tim hơn là phải nghe từ cái sự cái lý trí của mình bạn ha. Vì tình yêu thì nó xuất phát từ trái tim mà. Cho nên á, khi mà hai bạn đã tốt nghiệp được cái bài học này á, thì hai người đã trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ, thì hai người sẽ có cơ hội tái phùng lại với nhau nha.
một tình yêu đong đầy hạnh phúc. Rồi, quá trời vui vẻ luôn. Xin chúc mừng các bạn tụng mộng nha. Và nếu các bạn yêu quý kênh thì hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là các bạn đã chọn cái móc áo này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem diễn biến tiếp theo của mối quan hệ của tụ hai sẽ diễn ra như thế nào ha. Diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ của tụ hai, xin liên kết với các bạn tụ hai. Mình không có xem bài ngược với các bạn ha. Rồi mình thấy là các bạn tụ hai, cái người yêu của các bạn tụ hai là một người một người có tính kiểm soát khá là cao ha. Họ cũng khó là tiết kiệm. Hai các bạn tụ hai ơi. Trời ơi. À, máy mình nóng quá, mình phải dừng lại một lúc rồi mình mới quay lại được đó. Mình thấy là hai bạn có thể là đang chiến tranh lạnh, đang gọi là cắt kết nối, phải chia tay rồi, đang trong cái có thể có sự cái không phải chiến tranh lạnh nữa mà chuột chiến tranh nóng luôn, có sự cãi cãi lạp và cãi vã gay gắt ở đây, cho nên cái máy mình nó nóng luôn. Thì mình xin tiếp tục với các bạn tụ hai nha. Mình thấy cái người của các bạn tụ hai á, đối tượng tụ hai á là một người có tính kiểm soát khá là cao, và anh ta là một cái người không thích sự thay đổi, thích giữ cho mọi thứ phải luôn theo một cái nhịp điệu của nó và không muốn có sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên mình thấy cái người này họ cũng có nhiều cái thành tựu trong cuộc sống rồi, họ là một người luôn sáng tạo, họ tự tin và họ can đảm, họ nhiệt tình, họ rất là giỏi đi. Họ đạt được một số cái vinh quang trong cuộc sống của họ và đạt được được nhiều người ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên cái người này thì họ có một cái sự che giấu cảm xúc nha. Nhiều khi bề ngoài thấy khuôn mặt họ như vậy nhưng thực sự trong lòng họ có thể ngoài bạn thấy họ thấy bình thường nhưng mà thực sự nếu nhiều khi họ họ giận bạn á, bạn cũng biết đâu. Họ có một sự che giấu cảm xúc rất là giỏi. Và một người người này đang lưỡng lự, đắn đo, đang suy nghĩ. Và họ có một cái sự do dự gì ở đây nè. Mình thấy họ đang cố gắng giữ khoảng cách, duy trì sự lạnh lùng với bạn. Họ chưa tìm được câu trả lời cho cái câu hỏi trong suy nghĩ của họ. Còn bạn, mình thấy thấy bạn đang đang ở trong cái giai đoạn khá là áp lực trong cuộc sống lẫn trong công việc tình cảm gì đó. Mình thấy bạn đang cố gắng duy trì bước đi, duy trì bảo vệ, phòng vệ trước cái sự khó khăn. Bạn đang cảm thấy lo lắng và băn khoăn, lo âu nhiều điều.
Bạn đang ở trong tư thế phòng vệ, phòng bị trước những điều xấu có thể xảy ra. Và bạn đang cố gắng kiên trì bền bỉ bước qua cái khó khăn này. Và mình thấy bạn là một người cũng năng lượng của bạn cũng khá là trưởng thành, chững chạc rồi. Bạn rất là thông minh, bạn là một người từng trải, bạn phân tích mọi việc rất là logic, bạn có một cái suy nghĩ rất là thấu suốt, bạn lý trí và bạn khá là lạnh lùng. Bạn thích sự công bằng và không ai có thể đánh lừa được bạn. Bạn rất ghét sự lừa dối, những con người lừa dối. Và bạn có một cái sự kiên cường trong con người của bạn. Đồng thời bạn cũng rất là trung thực. Mình thấy thì trong lòng bạn bây giờ là bạn thấy hối tiếc cho cái cuộc tình đã qua. Buồn bã, mất mát. Và bạn đã cái cuộc tình này mình thấy là đã chia tay rồi và bạn đang nhìn về quá khứ, đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa và bạn cảm thấy thật sự rất là tiếc. Tuy nhiên mình thấy bạn cũng có khá là nhiều người cũng thích bạn, tuy nhiên bạn không để ý tới họ và bạn chỉ nghĩ đến cái chuyện tình vừa qua này, bạn cảm thấy rất là buồn, cô đơn và lạc lõng ha. Hai bạn thì mình thấy có thể là có một cái sự mâu thuẫn vì cái lời nói gây sát thương cho nhau, khiến cho hai nhau tổ hai hai bên tổn thương và một trong hai người kiểm soát quá là mạnh đi, quá chặt chẽ cho nên người kia giống như là bị gọi là bị gì, bị áp lực quá. Nên giọt nước tràn ly thì xảy ra cái sự chia tay này. Em mình trải xong đi mình nói thì em mình thấy là cái người này họ làm việc rất là chăm chỉ luôn á, là con người làm việc chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và ham học hỏi. Họ là đại diện cho những người mà mọt sách á, những người đam mê nghiên cứu á.
nghiên cứu về công việc rồi á, yêu công việc, nghiện công việc. Và mình thấy là tình cảm mà họ dành cho bạn đúng là có sự chia tay rồi, sự chia tay ngắt cái nói đây, và sẽ có một cái sự chuyển hóa trong chuyện tình cảm này. Tuy nhiên sẽ mất cũng khá nhiều thời gian chứ không phải là nhanh nha, có sự chuyển hóa đó. Và họ dường như là mình thấy họ có một cái sự khởi đầu mới rồi, họ đã thông suốt và họ bây giờ họ bắt đầu một cái hành trình mới. Hành trình mới trong cái cuộc sống của họ. Một cái chuyến phiêu lưu mới. Và bây giờ mình thấy là họ nghiêng về công việc nhiều hơn các bạn. Họ chăm chú vào công việc nhiều hơn, và cái những cái chuyến phiêu lưu của họ thôi thì tình cảm mình chưa thấy nhiều, mình chưa thấy họ dốc sức cho tình cảm nhiều. Còn bạn thì mình thấy bạn là bạn sẽ phục hồi lại được cái tâm trạng của bạn ha. Có thể bạn cần sẽ đi có thể bạn sẽ đi du lịch, đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trí nè. Hoặc là mình thấy bạn sẽ đi theo một cái hướng khác. Và cái hướng mà bạn nghiêng về hơn đó là cái bạn sẽ dốc tâm vô việc kiếm tiền. Mình sẽ tập trung vào cái công việc và tài chính của bạn nhiều hơn. Và có một cái sự khởi đầu mới ở đây, một sự khởi đầu mới đối với bạn. Vì sau khi chia tay thì bị bạn nhận ra rằng á, điều mà bạn cần á bây giờ là cái sự lo được cho bản thân, cho cái sự phát triển tài chính của bản thân mình, không lệ thuộc vào bất cứ ai. Bạn có một cái sự độc lập và bạn muốn xây dựng một cái nền tài chính vững bền ổn định. Lúc đó thì bạn không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, bạn sống cho cuộc sống của mình và bạn cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Bạn sẽ có nhiều cơ hội đem đến cho bạn về với giá trị vật chất ha, có thể là công việc mới, hoặc là bạn có thể có một cơ hội mới, hoặc là bạn sẽ di chuyển đâu đó, bạn có thể đi làm nước ngoài chẳng hạn ha, hoặc là thay đổi nơi ở, vị trí nơi ở, hoặc đi du lịch, và bạn muốn phát triển công việc của mình, phát triển về tài chính công việc của mình. Và mình thấy là diễn biến mối quan hệ này thì nó cũng gặp nhiều áp lực khó khăn nè. Hai bên vẫn còn cảm xúc nặng nề, chưa có giải tỏa được. Và hai bên thì đang rất là áp lực từ công việc nữa. Nó gây ra áp lực nhiều thứ cho nên mình nghĩ là hai bên sẽ trở nên kiên cường, quyết đoán hơn trong cái cuộc sống của mình, sẽ hướng được cái điều mình mong muốn và thực hiện nó, quyết tâm thực hiện nó. Chủ yếu là về công việc và tài chính, mình thấy là như vậy. Và khi mà hai bạn đã dốc tâm tập trung vào công việc tài chính, không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, thì hai bạn sẽ gặt hái được thành công. Có nhiều sự ăn mừng chúc tụng của bạn bè, có thể bạn sẽ họp mặt bạn bè cho khỏa lấp nỗi buồn nè, hoặc là bạn sẽ được mọi người tung hô chúc mừng bạn khi mà bạn đã có một cái sự nghiệp mới, công việc mới, hoặc là bạn sẽ có một cái sự phát triển mới trong cuộc sống của mình. Và thì cái chuyện tình này mình thấy nó vẫn còn mù mờ lắm, nó diễn biến thì nó cũng như vậy thôi, nó không có sự tiến triển nha nha. Và mình thấy khi mà bạn đã tập trung về cái cuộc sống của mình hơn, bạn không bị ảnh hưởng bởi tình cảm nữa, thì bạn sẽ giành được cái thắng lợi trong cái cuộc sống của mình. Bạn sẽ được mọi người hoan nghênh, ngưỡng mộ vì những cái thành công mà bạn đạt được ha. Vì vậy bạn cứ để chấp nhận mọi việc diễn ra đi.
dù gì thì nó cũng diễn ra rồi, đúng không? Mình đâu có thay đổi được gì. Bây giờ chủ yếu là mình lo cho cuộc sống mình trước đi. Và bạn đang ở trong cái tâm trạng một cái năng lượng rất là thấp, thì bạn hãy nâng cao cái năng lượng, nâng cao tần số của bạn bằng cách bạn yêu thương chính bản thân mình, bạn tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Thì khi mà bạn tập trung vào bản thân của bạn nhiều hơn á, có nghĩa là bạn thấy không? Khi mà chia tay người yêu thì chỉ có bản thân của bạn nó ở với bạn thôi. Và những lúc sinh tử, những lúc nguy hiểm, những lúc bạn buồn, bạn khóc, bạn vui thì cũng có bạn bè ở xung quanh. Còn khi bạn buồn, chỉ có bản thân bạn nó ở với bạn thôi, nó cùng bạn chia sẻ những nỗi buồn đó và cố gắng vượt qua. Thì bây giờ mình thấy bạn nên yêu bản thân bạn trước, bạn chữa lành cho bản thân của mình và bạn phát triển bản thân của mình trở nên một phiên bản tốt hơn trong tương lai. Thì khi đó bạn sẽ nâng cao được cái tần số của bạn, bạn sẽ thu hút được những điều hạnh phúc, những điều tuyệt vời đến với cuộc sống của bạn. Và khi mà bạn đã có cái sự yêu thương bản thân của mình rồi đó, thì bạn tự tạo ra cái lực hút, cái sức hút từ bạn tỏ ra, và nó sẽ thu hút những người khác, những người mới đến offer với bạn. Hoặc có thể đây là người cũ, nhưng mà bây giờ mình không mắc tới người cũ mà mình nói đến là cái năng lượng của bạn đã nâng cao lên rồi, thì sẽ thu hút được những người đúng đến với bạn, một người yêu thương chân thành mang cho bạn một cái cảm xúc mạnh mẽ, giàu lãng mạn và sự thấu hiểu bạn ha. Và mình thấy là khi mà bạn thấu suốt được cái suy nghĩ của bạn rồi, bạn bạn biết chấp nhận khó khăn và biết vượt qua nó rồi, thì không gì có thể làm khó bạn được nữa. Bạn trở nên một người tự tin, can đảm và sáng tạo hơn. Và mình thấy khi mà bạn đã thay đổi được bản thân bạn rồi đó, thay đổi được suy nghĩ và bạn phát triển rồi đó, thì sẽ có người mới đến. Và mình để mình coi cái đây người người mới hay người cũ ha. Nhưng mà cái khoảng thời gian để phát triển như vậy thì nó kéo dài khá lâu, cho nên bạn cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu bạn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với bạn thì bạn phải bắt đầu mọi thứ ngay từ bây giờ. Đó, cái sự thu hút. Bạn trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn khi mà bạn yêu thương bản thân mình, bạn dành trọn cái tình yêu cho bản thân mình, phát triển bản thân mình, trở nên một con người đầy tiềm năng và rồi, khi mà bạn phát triển được cái bản thân mình rồi đó, phát triển được cái khả năng cái trở thành một phiên bản mới nhất của bạn á, một phiên bản tốt nhất luôn, thì bạn trở nên một con người rất là thu hút, một vẻ đẹp đầy sự hấp dẫn quyến rũ, và bạn thu hút được một người đến với bạn, một người mới. Mình thấy ở đây là một người mới vì có sự get to know each other ở đây bạn ha, là cái sự tìm hiểu qua lại lẫn nhau. Và hai người là những cái linh hồn tri kỷ của nhau. Đây là cái người mang lại cho bạn cái cảm xúc thật sự hạnh phúc nè, và có sự vui vẻ với nhau, và có cái và mình thấy hai bạn có một cái xúc cái gì gọi là gì phản ứng hóa học khá mạnh, là có cái sự thu hút về thể xác lẫn tâm hồn nha. Hai người thấu hiểu, yêu thương nhau, vui đùa với nhau, họ cảm nhận được cái vẻ đẹp của bạn, họ họ biết bạn rất là thu hút. Chính là nhờ cái lực hút, cái sức hút, khi mà bạn yêu thương bản thân mình rồi đó, bạn sẽ thu hút được một người yêu thương bạn như chính bạn yêu bạn, thương bản thân bạn vậy đó. Và có sự tìm hiểu, họ sẽ muốn biết thêm về bạn và muốn tiến tới với bạn, offer cho bạn một cái ly tình cảm. Đây là một người rất là lãng tử, đẹp trai, giàu cảm xúc lãng mạn,
có thể ngồi người này ở xa bạn. À, đó, người này tiến đến khá chậm bởi vì họ phải đợi bạn phát triển rồi bạn mới tạo nên cái lực hút để kéo họ về phía bên bạn đó. Còn nếu còn để coi coi họ như thế nào đó, thì mình sẽ ra một cái trải bài là người yêu tiếp theo của bạn như thế nào vào các cái video tiếp theo bạn ha. Thì bây giờ mình thấy như vậy đó. Bây giờ đó là bạn nên buông bỏ chuyện cũ đi. Chuyện gì cũng đã qua rồi thì mình nên chấp nhận. Bây giờ bạn là bạn sống cho bản thân của bạn trước. Phát triển bản thân mình đi rồi. Rồi mình mới mới có thể thu hút được một người mới, một người đúng đến với bạn. À, hãy trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, đầy sức hút hơn, hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình hơn, nâng cao bản thân mình hơn, nâng cao giá trị của con người của mình, và bạn sẽ có được cái tình yêu mà bạn mong muốn bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn trụ hai ở đây, và nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi xin chào các bạn. Rồi mình xin chào các bạn trụ ba. Các bạn trụ ba là những bạn đã chọn cái cài áo dài này nha, cài áo kim cương và ngọc trai. Rồi bây giờ mình sẽ trải bài xem cái diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ của các bạn sẽ diễn ra như thế nào. Xin liên kết với các bạn trụ ba nha. Diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ của tụ ba. Được kết nối năng lượng với các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba, mình thấy cái người yêu của các bạn tụ ba là một người rất là giỏi luôn á, có ý chí sức mạnh kiên cường, có thực lực, có sự tập trung vào công việc của mình, biết đề ra kế hoạch, đề ra mục tiêu và biết thực hiện những cái điều đó một cách chỉnh chu, thành công, và họ có sức mạnh kiên cường, sức mạnh ý chí rất là lớn, có tiềm năng vô hạn ha, được vũ trụ phú cho nhiều cái năng lực. Và họ rất là chủ động trong cuộc sống. Con người này thì họ cũng đã trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc đời, họ cũng đã trải qua được nhiều thứ trong cuộc đời rồi. Bây giờ họ trở thành một con người rất là điềm tĩnh, thông thái, lắng nghe trực giác, lắng nghe nội tâm của mình, và họ rất tâm linh, họ cái trực giác tâm linh của họ rất là cao. Và đây là một người ha, có một cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc. Mình thấy có thể là họ có theo đạo. Và cái người này thì có trực giác tâm linh rất là mạnh. Họ nghĩ gì gì, họ có khả năng, có thể dự đoán được trước được tương lai. Và có nhiều cái tiềm năng ở trong họ, tiềm năng chưa được khai khóa nữa. Có thể là hai bạn ở xa nhau nha, xa một đại dương luôn. Mình thấy các bạn tụ ba là những người cũng có một cái năng lượng rất là phấn chấn, và bạn là một người rất là khỏe mạnh ha. Bạn rất là giỏi, bạn đã đạt được một số cái thành công trong cuộc sống của mình rồi. Bạn có một cái sự kiểm soát, làm chủ được cái cảm xúc của mình. Và bạn giỏi trong việc định hướng mục tiêu và biết cách chinh phục những điều bạn mong muốn. Và bạn cũng là một con người rất là ấm áp. Bạn rất thích cái tình yêu gia đình. Bạn nghiêng về gia đình. Bạn là một người có tiềm năng. Bạn có sự
nhìn xa trông rộng. Bạn có thể thấy trước được, có thể gọi là cảm nhận được tương lai. Bạn cũng có là một người có trực giác khá là cao và bạn cũng muốn chinh phục những cái điều mới. Bạn có thể là một người dẫn lối cho những người khác. Bạn nhiệt tình, tự tin và bạn sáng tạo. Bạn là một người thích khám phá nữa. Mình thấy cái người yêu của tụi ba là một người rất là lý trí, thông minh, trí tuệ và sáng tạo. Rất là yêu chuộng cái sự công bằng. Họ là một người giỏi trong cái sự phân tích lập luận. Khi mà ai mà tranh luận với họ thì khó có thể mà chiến thắng được họ lắm. Họ suy nghĩ rất là logic ha. Và họ rất yêu chuộng sự công bằng, liêm chính, trung thực. Đồng thời tính họ rất là kiên cường, lý trí và họ có khá là khô khan và lạnh lùng. Trong chuyện tình cảm này thì họ luôn che giấu cảm xúc của họ, họ không để lộ ra những cái tình yêu mà họ dành cho bạn đâu. Và mình thấy là tình yêu của họ dành cho bạn khá là nhiều cái sự áp lực, lo lắng. Và họ có thể là hai bạn có cái gì đó gọi là lòng tin gì đó, có thể ảnh hưởng đến lòng tin của nhau thì phải. Có cái sự phòng vệ ở đây. Mình không biết là vấn đề gì xảy ra, nhưng họ thấy họ là có cái sự phòng vệ với bạn. Họ giữ khoảng cách, duy trì sự lạnh lùng. Có thể là cái quá khứ của họ đã gặp được khá là nhiều những người không tốt, những người lừa đảo, lừa gạt, lừa tình. Thì bây giờ họ khá là phòng vệ đối với bạn. Họ sợ sẽ một lần đau nữa. Có thể là như vậy. Và còn với bạn trong cái chuyện tình cảm này thì bạn khá là kiểm soát trong cái chuyện tình cảm này ha. Bạn có tính chiếm hữu cũng khá cao, bạn không muốn người khác cướp mất tình yêu của bạn. Và mình thấy bạn là một người hoài niệm, bạn rất thích chia sẻ giúp đỡ cho những người khác. Bạn cũng khá là ngây thơ, bạn rất là trong sáng. Và mình thấy là bạn... Bạn rất thích đi du lịch ha. Và mình thấy là trong chuyện tình cảm này có vẻ như hai người đã có cái sự cãi vã hay điều gì đó, tranh cãi hay điều gì đó khiến cho hai người đang giữ khoảng cách với nhau và đang do dự không trong cái quyết định của mình, không biết là nên tiếp tục hay dừng lại. Mình nghĩ là như vậy. Và có thể là bây giờ mình thấy bạn đã từ từ phục hồi, lấy lại được cái sự cân bằng. Tuy nhiên bạn vẫn còn buồn bã lắm. Và bạn đang muốn đi đâu đó để du lịch khuây khỏa. Lá này cũng tượng trưng hai người là người cũ của nhau. Có thể đây là người yêu cũ của bạn. Mình xem diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này sẽ như thế nào nha. Hai bạn có sự... Có thể là người này cái lời nói của họ quá là sắc sảo, sắc bén, có thể là gây ra cho bạn cái tổn thương. Và bây giờ là có sự chia tay nhau rồi. Hai người đã ngắt kết nối và dành cho nhau không gian riêng rồi. Một người thì lời nói sắc sảo, sắc bén, gây tổn thương người khác, lạnh lùng. Còn một người thì chiếm hữu thì khá là cao, không muốn mất đi những gì thuộc về mình, cho nên có sự chia tay, ngắt kết nối ở đây, chiến tranh lạnh,
và bạn đang từ từ dần lấy lại cái cân bằng cái cuộc sống của mình rồi, bạn đang muốn hướng tới một cái điểm mới tốt hơn. Cả hai người đều có khá nhiều cái sự lựa chọn trong cuộc sống, trong tình yêu. Rồi mình thấy là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này á, có thể là bạn đã suy nghĩ kỹ rồi, bạn không thể chôn vùi cái chuyện tình cảm này quá, là chôn vùi cái cuộc sống của mình trong cái sự khó khăn trong cái chuyện tình cảm này nữa. Bạn đã cố gắng vượt qua được cái tình cảnh hiện tại và bạn phát triển bản thân mình hơn. Bạn nghiêng về phát triển về tài chính và công việc nhiều hơn ha. Và sẽ có những cái người phụ nữ lớn tuổi giúp bạn vượt qua được cái sự đau buồn trong lúc này. Thì thay vì bạn tập trung vào công việc, thay vì tập trung vào tình yêu thì bây giờ bạn tập trung vào công việc. Và công việc khi mà bạn tập trung vào công việc rồi á, bạn không nghĩ đến tình cảm nữa. Nói chung là tất cả những cái tình cảm đó với bạn bây giờ là không có nghĩa lý gì nữa. Giờ đối với bạn á, chủ yếu là tiền và tài chính, công việc, cuộc sống ổn định, giàu có sung túc là bạn vui rồi. Thì chuyện tình cảm bạn muốn dẹp qua một bên, vì tất cả những gì bạn mong ước đều không có như bạn mong muốn, thì bây giờ bạn không muốn tập trung về tình cảm nữa, mà bạn tập trung vào công việc và tài chính, và bạn đạt được nhiều cái thắng lợi trong công việc và tài chính bạn ha. Khi mà bạn yêu thương bản thân bạn rồi đó, bạn biết cái giá trị bản thân bạn á, bạn nâng cao bản thân bạn phát triển trên con đường sự nghiệp của bạn á, thì nó lại mở ra một cái tương lai tươi sáng chói lọi hơn. Ngộ vậy đó bạn. Cho nên á, mình thấy là tương lai bạn sẽ trở thành một con người độc lập, tự chủ, tự tin, quyết đoán, nhiệt tình và sáng tạo, và bạn có thể sẽ giữ những chức vụ trong một công ty hoặc một tổ chức nào đó ha. Có thể bạn sẽ làm chủ cuộc sống của mình, thấy một tương lai đầy đủ, ổn định, vững chắc, và bạn có khả năng kiếm tiền rất là giỏi, và bạn còn chưa có tài năng lãnh đạo, có thể bạn lại sẽ chủ hoặc là sếp của một cái tổ chức. Và bạn làm chủ chính bản thân mình luôn, chính cuộc sống của mình luôn, mà bạn cảm thấy rất hài lòng, thỏa mãn khi mà bạn đạt được những thành tựu trong cái công việc của mình. Bạn cảm thấy rất là tự hào và rất là nhiều ngưỡng mộ, chúc mừng bạn. Có thể là các bạn tụ ba này á, lúc đầu có cái sự do dự giữa tụ hai, tụ ba với tụ hai đó. Và khi mà bạn yêu thương bản thân bạn, bạn tụ ba nên coi lại, bạn có thể coi tham khảo thêm với bạn tụ hai nha. Khi mà bạn biết yêu thương bản thân mình rồi đó, bạn tập trung vào cái sự nghiệp tài chính nhiều hơn, thì bây giờ là lúc có một người đến offer cho bạn một cái chuyện tình cảm mới.
đầy cảm xúc lãng mạn, họ sẽ khơi dậy trong bạn những cái cảm xúc tình yêu ngọt ngào mà bạn hằng mong ước. Và đây là một cái con người rất là an toàn cho bạn để yêu bạn ha. Họ và bạn nên nhớ rằng bạn xứng đáng được yêu thương, bạn rất là giỏi ha. Bạn có một cái con người rất là tự tin và bạn được bảo vệ bởi cái thiên thần. Bạn rất là đẹp và có sức hút nữa. Và con người này, cái người mới này họ coi bạn giống như là một người bạn trong thời thơ ấu của họ vậy đó. Hai người sẽ gắn kết với nhau rất là mật thiết và vui đùa với nhau như những đứa trẻ và cảm thấy rất là hạnh phúc với nhau, không có cái sự vụ lợi ở trong đây. Và có thể là một trong hai người, có thể là bạn hoặc hai người người kia có con rồi. Đó là những cái trường hợp mà khác nhau ha. Còn những người không có con á, thì có thể là quen nhau cảm thấy rất là hòa hợp với nhau như những đứa trẻ. Còn những bạn khác thì có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây. Và hai bạn có một sự kết nối cảm xúc, kết nối thể xác rất là mạnh. Họ luôn muốn dành cho bạn những cái cử chỉ thân thiết và yêu thương. Họ cảm thấy rất là bị hấp dẫn bởi bạn và họ rất thích đôi đôi chân của bạn, đôi chân ngọc ngà của bạn. Và họ muốn muốn bạn và họ cùng nhau đi du lịch ha, cùng trải nghiệm những cái khoảnh khắc thời gian vui vẻ bên nhau. Và chuyến đi này được sự cho phép của thiên thần. Thấy không, thiên thần trở thành người lái đò luôn nè. Wow, và bạn biết sao, bạn biết sao mà tình yêu này lại được sự chúc phúc từ các thiên thần không? Tại vì đây là một past life relationship của bạn, là một cái mối quan hệ từ kiếp trước tìm về với bạn. Có thể là hai bạn có duyên từ kiếp trước, người tình kiếp trước hoặc là vợ chồng từ kiếp trước. Có mối giao ước giao hẹn là sẽ gặp ở kiếp này nữa, cho nên là họ tìm về với bạn sau khi bạn đã biết yêu thương bản thân mình, sau khi bạn đã bước ra từ mối quan hệ cũ và bạn phát triển bản thân mình. Và khi đó thì bạn tạo nên một cái sức hút hút mở ra cánh cửa để họ bước vào, để cái người mới này họ bước vào cuộc sống của bạn. Và hai bên sẽ dành cho nhau cảm xúc mãnh liệt yêu thương nồng nàn ở đây. Rồi thì đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung á, cho nên mong các bạn đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và nếu các bạn yêu quý kênh thì hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.